Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn biệt thự mặt tiền đường số nằm trong khu Tinh Lửa thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, vị trí gần với siêu thị Aeon đang có nhu cầu bán. Căn biệt thự này với diện tích ngang 10, dài 20, công nhận 200m² thổ cư, kết cấu hầm, trệt, hai lầu và sân thượng với 4 phòng ngủ lớn, 5 WC, phòng thờ và phòng khách riêng biệt. Hiện trạng nhà còn mới, đang trống, có thể vào ở liền. Hướng chính là hướng Tây. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, không thế chấp ngân hàng. Và hiện tại căn biệt thự này đang được chủ nhân chào bán là 32 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 7572158, số điện thoại qua Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị về căn biệt thự này.